Bạn, bây giờ tôi vẽ cho các bạn các cái kiểu thang nha. Thì đây các bạn nhìn đây thì cái thang này chúng ta sẽ vào architecture này, vào phần là stair này. Thì các bạn chọn vào stair đấy, thì trong đây nó có ba loại thang chính, đó là assemble stair, can in place stair và precast stair. Thì đây sẽ là thang này là thang lắp ghép, có nghĩa là thang là bê tông, thang này là thang thép gỗ hay các loại thang về về cách mà nó lắp ghép. Còn cast in place stair là thang bê tông đổ tại chỗ và precast stair là thang bê tông đúc sẵn. Thì giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ như chọn đây, thì cái thang này nó đặt tên này, cách đặt tên nó là 100 à 190 mm mắc, có là chiều cao lớn nhất của cổ bậc là bao nhiêu, là 190, và roi của nó là cổ bậc là mặt bậc của nó là 250 mặt bậc đi ấy. Thì mình sẽ vào edit file này, duplicate. Ví dụ như tôi chọn ở đây, ví dụ như tôi chọn đây là ví dụ như TH1 chẳng hạn nha. Ok, tôi chưa động cái gì cả đúng không? Thì vấn đề các bạn sẽ thấy đây, đầu tiên ấy tôi quan tâm ấy là cái thang này từ tầng nào đến tầng nào. Ví dụ từ tầng 1 tầng 2 nó cao là bao nhiêu? 3,5 m. Và tôi sẽ thấy ở đây là nếu mà 19 bậc thì cổ bậc sẽ là 184,2. Còn nếu mà đây tôi chọn đây là bao nhiêu? 21 bậc thì nó sẽ là 166,7. Còn nếu tôi chọn đây là 20 bậc thì nó rơi vào 175, thì tôi để 20 bậc là nó vừa chẵn nó vừa tròn được nhá. Thì cái này chỉ có nhà dân thì mới làm số lẻ thôi, chứ còn tôi thiết kế công cộng tôi toàn để số chẵn hết được nhá. Nhưng ở đây mặt bậc tôi để là 275 được nhá. Thì ví dụ như các bạn sẽ thấy đây, đây nó có phần là gì, astral width, có nghĩa là bản, có nghĩa là chiều rộng của bản thang. Thì ví dụ tôi chọn đây là 1,2 m đúng không? Thì đây là automatic landing, có nghĩa là tự tạo ra cái landing khi mà các cái run ấy là các bậc ấy nó cắt nhau. Và đây tôi đang vẽ là run center left, left là tôi vẽ đây, left là bên tay trái ấy. Căn left đây là bên tay trái, các bạn sẽ thấy nó có hai đường đúng không? Một là bên trong là thang, bên ngoài là cuốn thang ấy. Cuốn thang nó dày ra ngoài ấy. Thí dụ đây là left, là chọn đây là vẽ ở ngoài cuốn thang này. Thấy không? Chọn này, left. Thấy đây chưa? Này. Nha. Đó. Thí dụ tôi vẽ đây, tôi chọn đây, tôi vẽ đây thì các bạn sẽ thấy này. Tôi vẽ đây là 10 bậc mà nó còn thiếu 10 bậc. Thấy không? 10 bậc này, còn thiếu 10 bậc. Thì tôi kích lên một điểm. Ví dụ tôi vẽ tiếp vào đây. Này. Căn mép trái này, ví dụ như này. Cả đây lên đúng điểm phải không? Đây là 20 bậc. Nó đếm từ đây 20 bậc và nó tự động tạo cái gì? Tạo lên đi. Ví dụ như nếu chúng ta không, ví dụ như là không có cái chiếu nghỉ ở đây chẳng hạn, như này chúng ta muốn tạo chiếu nghỉ thì dưới có landing nhé, pick vào đây và pick vào đây nó có landing, và các bạn ấn finish. Ok, và nhìn 3D đi. Đấy, thấy cái thang này không, đúng không? Đây này, hai bên này là hai cuốn thang, còn đây là bản thang. Thì cái thang này nó là từ tầng 1 đến tầng 2 và nó cao bao nhiêu, cổ bậc là 175. Đấy, mình để nha. Tiếp tục một cái thang nữa ở đây, chọn vào stair, chọn đây và chọn tôi là monolithic stair này, edit file, duplicate. Tôi cũng chọn đây là TH1, vì sao cái này là TH1 đấy, thì là nó là thoi của loại system family này, còn cái kia là TH1 của loại system family của get in place stair, hiểu không? System family là family hệ thống nha. À không có vấn đề gì, nó thống kê theo chủng loại thang mà. Đầu tiên thống mình có ba loại thang chính trước, thì thang nào là đúc sẵn, thang nào là lắp ghép và thang nào là thang đổ tại chỗ. Đấy. Đúng rồi, thì mình sắp xếp theo loại thang. Đấy. Ok. Thì ví dụ như là mình sẽ chọn ở đây, tôi sẽ chọn này get blaster. Ví dụ chọn đây nó là 20 bậc, mặt bậc là 300 này, nó rộng hơn đúng không? Này. Ví dụ tôi vẽ này 1,2 m, và các bạn thì chọn đây là 1,4 m chẳng hạn. Đây đây là 10 bậc này, tiếp tục đây này, này. Thì bạn sẽ chọn đây, ví dụ như cái cả hai cái khe này chúng ta sẽ đi này, đúng không? Đây tôi để 200 nhá. Ok, đây tự động tạo chiếu nghỉ này, nhìn 3D bạn sẽ thấy cái thang này đây đúng không, đúng không? Đấy. Loại thứ ba này, stair này, tôi chưa hiệu chỉnh nhá, tôi chỉ bố trí thôi để có ba, để mọi người hiểu ba loại.
Edit file, duplicate này. Ta chọn đây, TH1. Ok. Ok. Chọn mét tư. À, chọn 300. Đây nó có phần khớp nối này. Các bạn thấy đây, cái thang này nó sẽ có phần này. Này. Cái này nó sẽ là cái khớp nối ấy. Đây là thang đúc sẵn thì là nó sẽ chở các cái bản này thôi, đến là nó ghép với nhau thôi. Thì đây là ba cái loại thang chính ở trong Revit, và trên thực tế nó cũng có ba loại này, từ ba loại này nó chế ra rất nhiều các loại thang khác nhau nhá. Thì bây giờ cái cách mà để mà chúng ta vẽ cái thang này theo hình dạng mà chúng ta mong muốn nhá, thì đây có thể là chọn cái thang giữa này, set Edit này, và duplicate này. Chọn đây ví dụ như là TH2 chẳng hạn, là một loại khác đúng không? Ok, 21 bậc chẳng hạn, hoặc 22 bậc gì đấy đúng không? Mặt bậc 275. Thì các bạn có thể vẽ cái thang này một cái là đi thẳng này, có thể các bạn vẽ đến đây là 10 bậc này, sau các bạn nghỉ, ví dụ đây 1m4 này, vẽ tiếp đây như này, thì đây nó sẽ có cái chiếu nghỉ đây, bạn nhìn 3D này. Thấy không? Đúng không? Hoặc là chúng ta có thể là vẽ cái thang như này, chọn này, sẽ vẽ thẳng từ đây đến đây 9 bậc, mình có thể vẽ chéo qua bên này cũng được. Thấy không? Như này, chọn đây, mirror qua bên này. Thấy không? Còn chỗ này thì nó có phần ở đây là phần convert. Là convert thì nó sẽ chuyển sang cái gì? Sketch này. Sketch thì cái này thì chúng ta sẽ làm sao? Nó có cái đường bo này này. Hiểu không? Đây này. Tôi xóa bớt này đi nhé. Này, đường step path này. Như này, finish. Thì các bạn sẽ thấy được cái thang, chúng ta có cái thang gì? Thang ba vế như này này. Đấy. Còn nếu chúng ta muốn vẽ một cái thang tròn thì chọn đây, set. Thì các bạn sẽ thấy đây cái thang tròn này, chọn này. Từ tầng 1 đến tầng 2 chúng ta chọn là 22 bậc chẳng hạn. Đấy, đường kính là bao nhiêu, đi từ đâu đến đâu, đi đây đi, finish này. Ở đây thang tròn nào này, không có thang tròn thì đây chọn này, set cái thang này là thang cong này, mình có thể vừa kết hợp thang thẳng này, kết hợp cả thang gì, thang cong này, người hiểu ý tôi nhỉ, nó để kết hợp với nhau. Chọn đây, sẽ là các bạn chọn đây, thang này thang gì, thang này thang chữ L, sharp window, đây là thang này nó dạng như này, mình nhập bao nhiêu bậc, ví dụ đi đây nó là 20 bậc đúng không, thì đây cái thang này là thang window, là cái thang nó không phải là vào tâm đâu, không hướng tâm đi, thang này thì nó đỡ bị ngã, nhưng mà thang này là thang dễ đi nhất. Các bạn cứ để nhìn, để ý cái cách thang của Pháp ngày xưa ấy, mặt bậc nó có thể rộng 350 luôn. Đây, những cái chỗ này mà thang này nó cua nhỉ, đi rất dễ chịu, đi sướng lắm. Thang phương Tây hay đi thang này, như ở Việt Nam thì ít, nhưng mà cứ phải vào các nhà Pháp ấy. Chọn này, xét, này thang chữ U đây, thang này nó cũng nó dễ đi này, đấy nó đi kiểu này, phí. Nhưng mà những cái thang này thường nhà rộng thì nó mới làm, nha, này. Nhìn thấy đấy đây. Thấy không? Thấy thang này không?